Phát hiện 5 thực phẩm trường thọ ở Việt Nam đánh bay ung thư, bán đầy chợ, ăn vào khỏe như voi chiến. Quý vị khán thính giả thân mến, trong thế giới tự nhiên có rất nhiều loại thực phẩm không chỉ giúp bổ sung cho cơ thể các nguồn chất dinh dưỡng khác nhau mà còn hỗ trợ thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của cơ thể. Hơn nữa, các thực phẩm có lợi còn giúp cho các cơ quan khác nhau được hoạt động bình thường, thậm chí có tác dụng như một số vị thuốc bổ có vai trò quan trọng đáng kể trong việc duy trì và kéo dài sự sống. Vì vậy, con người nếu muốn trường thọ và khỏe mạnh hơn thì nên chọn lựa các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Các vị lương y ở nhiều đất nước trên thế giới cũng đã công nhận rằng dưới đây là 5 loại thực phẩm thần dược giúp nâng cao tuổi thọ mà ai muốn sống lâu cũng không nên bỏ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết để biết rõ điều này nhé. Phát hiện 5 thực phẩm trường thọ ở Việt Nam, đánh bay ung thư, bán đầy chợ, ăn vào khỏe như voi chiến. 1. Kê nấu với bột yến mạch làm món cháo trường thọ. Bột yến mạch được biết đến là thực phẩm có rất nhiều lợi ích đối với sức khỏe, góp phần làm giảm cholesterol và hạ huyết áp, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh về tim và phòng chống ung thư đại trực tràng một cách hiệu quả. Khi kết hợp với hạt kê còn được ví là hạt vàng trong đông y bởi nó mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe. Hơn nữa, kê được biết đến có công dụng rất mạnh, không chỉ làm săn chắc và tăng cường chức năng thận mà còn hỗ trợ làm khỏe lá lách và dạ dày. Đồng thời, có tác dụng hỗ trợ dưỡng ẩm và chăm sóc da hay làm dịu tâm trí, mang đến những suy nghĩ tích cực và vui vẻ, giúp tâm trạng luôn thoải mái và sống yêu đời. Thường xuyên ăn món cháo này, bạn sẽ yêu đời hơn và có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Vậy thì tuổi thọ chắc chắn sẽ tăng lên đúng không? 2. Mực là món thịt trường thọ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mực là động vật biển mang trên mình một kho báu bởi thịt mực có giá trị dinh dưỡng và dược liệu cao. Trong mỗi 100g mực nang thì có chứa tới 13g protein cùng nhiều khoáng chất cũng như các loại vitamin. Đây đều là những dưỡng chất vô cùng cần thiết đối với sự phát triển của cơ thể con người. Ưu điểm vượt trội ở mực chính là thực phẩm ít chất béo, có hàm lượng protein cao và phù hợp với hầu hết các đối tượng. Thường xuyên ăn mực trong thực đơn hàng ngày, bạn sẽ nhận được các lợi ích như sau. 1. Ngăn ngừa bệnh viêm khớp. Theo nghiên cứu, mực cung cấp 63% lượng selenium cho cơ thể, mà selen cũng chính là chất chống oxy hóa, có thể giúp giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp. Tuy nhiên, để mực đạt được hiệu quả cao, chị em cần chọn mực tươi ngon để khi chế biến có thể giữ nguyên được chất dinh dưỡng của mực. 2. Ngăn ngừa tình trạng thiếu máu. Chị em nào bị thiếu máu, máu khó đông, nói chung là thiếu hồng cầu thì nên bổ sung thêm mực vào thực đơn của mình. Vì cứ 100g mực sẽ cung cấp thêm 90% đồng. Chất đồng là một khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Đồng giúp cơ thể lưu trữ, hấp thụ và trao đổi chất, hình thành nên hồng cầu. 3. Ổn định huyết áp. Chị em nên ăn vài con mực và sau đó làm một quả chuối để cung cấp kali cho cơ thể. Trong mực rất giàu kali, một khoáng chất được biết đến với tác dụng giảm huyết áp mạnh mẽ. 4. Tốt cho hệ tim mạch. Mực chính là nguồn cung cấp vitamin B12 khá dồi dào cho cơ thể. Vitamin B12 là một trong những chất dinh dưỡng đã được chứng minh giúp làm giảm nồng độ hormone cysteine, một chất thúc đẩy xơ vữa động mạch, gây hình thành các cục máu đông, tăng nguy cơ đột quỵ, tai biến mạch máu não và là nguyên nhân gây ra bệnh Alzheimer. Theo đánh giá từ các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết rằng, trong nhóm thực phẩm giàu chất đạm, mực được xem là một gợi ý vô cùng tuyệt vời dành cho những ai muốn nâng cao tuổi thọ và hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Hơn nữa, với lợi thế nước ta có đường bờ biển dài nên nguồn hải sản, đặc biệt là mực, luôn là thực phẩm phổ biến mà bạn có thể lựa chọn mua và chế biến sử dụng thường xuyên. 3. Hoàng tử là đồ uống trường thọ.
Hoàng tử hay còn được biết đến là tên nhóm rượu được sản xuất từ những nguồn nhiên liệu có nguồn gốc thực vật, cũng như rượu vang hay rượu hoa quả. Trong rượu vang đỏ có chứa hàm lượng giá trị dinh dưỡng rất cao và tới hơn 21 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người. Đặc biệt, một số axit amin không thể được tổng hợp bởi cơ thể con người và được lấy từ thực phẩm, nên đây chính là loại rượu được cho là lựa chọn tốt nhất. Trong 8 loại axit amin quan trọng mà cơ thể con người cần phải được lấy từ thực phẩm, trong khi chúng lại có nhiều ở trong rượu trái cây. Vì vậy mà việc sử dụng hoàng tử là một trong những điểm cộng nếu muốn duy trì và tăng cường sức khỏe. 4. Khoai là loại rau củ trường thọ. Bạn có thường xuyên ăn khoai hay không? Nếu có thì xin chúc mừng bạn đã ăn một loại thực phẩm vô cùng lành mạnh và tốt cho sức khỏe. Khoai lang hay khoai từ, khoai mỡ đều được xem là nhóm thực phẩm trường thọ hàng đầu. Thậm chí còn được đông y gọi ưu ái với cái tên thực phẩm thần tiên hay món ăn của các vị thần. Khoai lang và khoai từ không chỉ giúp nâng cao tuổi thọ nhờ tác dụng làm khỏe chức năng thận, mà còn có thể ngăn ngừa nguy cơ mất thính giác. Từ quan điểm của y học Trung Quốc, năng lượng có trong khoai mỡ sau khi ăn có thể loại bỏ cảm lạnh và nó phù hợp với tất cả mọi người. Có thể bạn chưa biết rằng ăn khoai lang cũng là một trong những sở thích lớn của người già trường thọ. Một trong những người trường thọ tâm sự, khoai lang là một báu vật, bữa ăn nào cũng phải có nó. Theo nghiên cứu, khoai lang có 5 tác dụng lớn như: thứ nhất, dinh dưỡng phong phú, điều hòa bổ máu. Thứ hai là nhuận tràng thông khí, có lợi cho đại tiện. Thứ ba là ích khí, tăng cường hệ thống miễn dịch. Thứ tư là khoai lang hàm chứa chất chống ung thư, có thể phòng chống ung thư. Thứ năm là phòng chống lão hóa, ngăn chặn sơ cứng động mạch. Khoai lang còn hàm chứa đại lượng chất keo protein, vì vậy có thể ngăn ngừa các bệnh gan và thận, tăng cường hệ miễn dịch, tiêu trừ các gốc tự do, tránh bệnh ung thư do các gốc tự do gây ra. Trong khoai lang lại có chứa khá nhiều canxi, magie, vì vậy có thể phòng ngừa chứng xương cốt rời rạc. Từ đó có thể thấy, khoai lang là một báu vật không thể thiếu của người trường thọ. Chỉ cần bạn nhớ ưu tiên ăn thường xuyên, nó có thể đạt được lợi ích sức khỏe và sức đề kháng. Từ đó có tác dụng đồng thời là kéo dài tuổi thọ. 5. Quả lê là loại quả trường thọ. Trong nguồn thực phẩm trái cây, lê được đánh giá rất cao với tác dụng đặc biệt để hỗ trợ nâng cao tuổi thọ ở con người một cách hiệu quả. Quả lê có khả năng chống lại bệnh mãn tính bằng cách cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể. Đồng thời, hàm lượng chất xơ cao trong chúng còn có thể làm giảm cholesterol. Ngoài ra, trong loại hoa quả này chứa nhiều chất dinh dưỡng, khoáng chất. Trong lê có hàm chứa rất nhiều canxi, phốt pho, caroten, vitamin A và có lượng đường phong phú. Lê có tác dụng đặc biệt với khả năng trong hỗ trợ giải nhiệt và giải độc cơ thể hiệu quả, đồng thời làm hạ huyết áp và làm dịu cơ thể tốt hơn, có khả năng trong việc giúp điều trị bệnh tim, giúp giảm chóng mặt và ù tai được hiệu quả. Đặc biệt với người cao tuổi, nếu như kiên trì ăn lê mỗi ngày sẽ giúp làm sạch rác ở bên trong máu, đồng thời tăng cường bổ sung canxi và làm mềm cho mạch máu một cách hiệu quả. Bởi lẽ chỉ khi mạch máu khỏe thì mới kéo dài và gia tăng tuổi thọ của con người. Bởi vậy mà lê không chỉ được nhiều người xem như một loại quả thông thường, mà còn xem là thức quả thần tiên giúp trường thọ. Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới khuyên bạn mỗi ngày nên ăn một quả lê để có những lợi ích tuyệt vời sau đây. 1. Thúc đẩy hệ tiêu hóa. Sự hiện diện của hàm lượng chất xơ trong lê có tác dụng làm giảm khả năng táo bón, tiêu chảy và phân lỏng. Trong một quả lê cung cấp 18% yêu cầu hàng ngày của chất xơ, hỗ trợ quá trình tiêu hóa hoạt động ổn định. Lê cũng giúp kết dính các chất gây ung thư và các gốc tự do trong đại tràng và bảo vệ cơ quan khỏi các tác động gây hại. 2. Cải thiện sức khỏe tim mạch.
Lê có khả năng làm giảm tỷ lệ bệnh tim. Các chất chống oxy hóa có trong lê có thể làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Điều này cũng hỗ trợ trong việc giữ cho động mạch hoạt động rõ ràng, giảm viêm và mức oxy hóa cao. 3. Giúp lưu thông tuần hoàn máu. Lê có hàm lượng sắt và đồng cao, có thể ngăn ngừa thiếu máu. Sắt là một chất khoáng quan trọng cần thiết cho sản xuất hồng cầu. Khi ăn lê, chúng giúp cơ thể hấp thụ sắt và giải phóng nó vào các cơ quan quan trọng của cơ thể. Do đó, điều hòa lưu lượng máu và cải thiện lưu thông máu. 4. Ngăn ngừa loãng xương. Trong quả lê có chứa nhiều vitamin K. Nếu bạn bị thiếu vitamin K, bạn có thể dễ bị rối loạn liên quan đến xương như loãng xương. Nếu như bạn thường xuyên ăn lê mỗi ngày, tình trạng này sẽ được cải thiện và bạn sẽ cảm nhận được sự linh hoạt, uyển chuyển trong khi vận động đấy. Chuyên gia yoga 101 tuổi, 4 bí mật để lão hóa đi một cách duyên dáng, khỏe mạnh, lạc quan, trường thọ. 1. Hãy thức dậy trước mặt trời. Tôi thường thức dậy trước khi mặt trời mọc vì tôi thích ngắm khoảnh khắc mặt trời lên, chuyên gia Tao Porton Lynch nói. Bởi vì việc dành thời gian để quan sát và nhìn ngắm thiên nhiên, tôi có thể cảm nhận được sức sống. Tôi mở cửa sổ, nhìn lên bầu trời và nói với bản thân mình rằng đây sẽ là ngày tốt nhất trong cuộc đời tôi. Sau đó, tôi sẽ thường xuyên mở quyển nhật ký của mình và viết một cái gì đó xuất hiện trong tâm trí lúc đó. 2. Hãy cảm thấy biết ơn và luôn lạc quan. Tao Porton Lynch nói rằng bà đã học được tầm quan trọng của việc thể hiện cả hai đặc điểm này từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi được dì và chú tôi nuôi dưỡng, và chú tôi bắt đầu mỗi ngày với câu nói quen thuộc: đây là một ngày đẹp trời, phải không? Bây giờ tôi cũng làm như vậy, và thậm chí tôi còn nói điều đó với một nụ cười. Tôi tin rằng chìa khóa cho một cuộc sống khỏe mạnh, trường thọ chính là suy nghĩ tích cực. 3. Đừng trì hoãn đến ngày mai những gì bạn có thể làm hôm nay. Khi Tao Porton Lynch nói có việc gì đó cần phải làm, bà luôn nói rằng bà sẽ làm ngay lập tức, không bao giờ trì hoãn. Tôi không muốn ngồi đó mà hy vọng, cầu mong và lãng phí thời gian. Tôi luôn luôn tập yoga vào buổi sáng và khiêu vũ vào buổi chiều. Thói quen này có thể là lý do tại sao tôi đã nhận được kỷ lục Guinness Thế giới khi trở thành giáo viên yoga lớn tuổi nhất và là vũ công khiêu vũ cao tuổi nhất thế giới. 4. Nếu bạn thấy một rào cản, hãy cố gắng vượt qua nó. Yoga hầu như luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Tao Porton Lynch. Tôi được giới thiệu về yoga khi tôi lên 7 tuổi. Tôi thường đi lang thang đến bãi biển gần ngôi nhà thời thơ ấu của tôi ở Ấn Độ và thấy một số cậu bé tập yoga trên cát. Tôi đã theo dõi các động tác của họ và tôi nghĩ rằng tôi đang học một trò chơi mới. Tối hôm đó, tôi đã nói với dì tôi về một trò chơi mới. Sau khi nghe, dì tôi giải thích rằng đó là những động tác yoga và chỉ dành cho các bé trai nam giới. Thời điểm đó là khoảng năm 1925. Tôi nói với dì tôi rằng con gái cũng có thể làm những gì con trai có thể làm. Và khi tôi 8 tuổi, tôi đã ở trên bãi biển đó cùng với các cậu bé trong suốt những thời gian tôi rảnh rỗi và được chơi tự do. Quý vị thân mến, nếu được hỏi là bạn có mong muốn mình được sống trường thọ hay không, chắc chắn hầu hết mọi người sẽ trả lời là có. Thế nhưng khi đề cập đến việc họ sẵn sàng bắt tay vào xây dựng một chế độ ăn uống khoa học và rèn luyện các thói quen tốt cho cơ thể ngay từ bây giờ hay không, thì nhiều người lại chần chừ và ngẫm nghĩ rồi đưa ra hàng loạt các lý do để hoãn lui. Đó chính là nguyên nhân mà số người sống thọ trên thế giới hiện nay không nhiều. Hy vọng bạn sẽ đạt quyết tâm cao độ để có thể sống thật lâu với một cơ thể khỏe mạnh, không bệnh tật nhé. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.